À hôm qua tôi bảo bạn đong hộ tôi ba lọ axit để hôm nay tôi mang đi dạy. Đâu rồi bạn? Đây, tôi đong ba lọ để ngay bên cạnh bạn đấy. Ồ, đây á? Ừ. Ui dồi ôi, ba lọ trong vắt như này thì biết lọ nào là axit nào. Nhãn đâu hả bạn? À ừ, quên đấy, hôm qua đang đong dở về cho con bú bạn ạ. Ôi, hóa ra chính bạn là người làm mất nhãn trong truyền thuyết. Đây, để tôi đi đong lại. Ôi, không cần bạn ạ, bạn ạ. Đây mới là lúc thể hiện kỹ năng này này. Đây, để tôi đi nhận biết ba lọ axit này. Các bạn sẽ... Thế đây chính là ba axit HCl, HNO3 và H2SO4. Thì với ba lọ không biết như thế này thì mình đánh số thứ tự lần lượt 1, 2, 3 và lấy ra một chút mẫu thử cho vào ba ống nghiệm tương ứng và bắt đầu tiến hành nhận biết. Bước đầu tiên là sẽ dùng hóa chất gì nhỉ? Quỳ tím đúng không? Ôi, bạn cứ lanh cha lanh chanh. Ba cái này đều là axit thì cho quỳ tím mà nó đỏ hết. Bước đầu tiên mình phải dùng AgNO3. Thì mình sẽ nhỏ vào từng ống nghiệm một vài giọt AgNO3. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Nó ngay lập tức xuất hiện cái kết tủa màu trắng. Vậy đây là kết tủa gì nhỉ? Đó chính là kết tủa AgCl. Bởi vì trong ba cái axit mình vừa kể, AgNO3 nó chỉ phản ứng được với mỗi HCl để tạo thành kết tủa trắng AgCl thôi. Vậy là còn HNO3 và H2SO4, mình sẽ dùng BaCl2 để nhận biết. Nào, làm tương tự thôi. Nhỏ vào vài giọt. Đây, không có hiện tượng gì. Ống nghiệm này thì sao? Đấy, ngay lập tức lại xuất hiện cái tủa màu trắng. Đây chính là BaSO4 đấy các bạn. Bởi vì BaCl2 nó sẽ chỉ phản ứng với mỗi H2SO4 để tạo thành cái tủa BaSO4 màu trắng. Vậy thì cái lọ số 2 này chính là axit H2SO4. Và mình loại trừ nó thôi. Cái tốc số 1 này chính là HNO3.